Đây em xin giới thiệu tiếp với mọi người này, bé thứ năm nhé. Và đây là bé này, bé cái nhá, con cái này. Đây, mặt mũi đen kịt luôn này, trơn đen này. Quá tuyệt luôn, quá đẹp luôn. Tai ke nhé mọi người. Đấy, một tai ke rồi, còn một tai, còn một chút nữa là lên hoàn toàn rồi. Đây. Đấy, chắc chỉ tầm khoảng độ 4-5 hôm nữa, 3-4 hôm nữa thôi là ke trúc hết. Và đây mặt mũi đấy ạ. Giật mình. Đây, rất là trường chó luôn. Anh chị nuôi sinh sản thì dáng này là rất là đẹp và phù hợp nuôi sinh sản. Sau này nó đẻ con ra thì con nó cũng có một cái ngoại hình rất là đẹp như mẹ nó. Đấy, tai ke đét nhá. Quay đi đâu thế? Đây, mặt mũi đây. Nhìn hai chân trước kìa, hai chân trước nó đứng rất là thẳng. Đẹp chứ, hai chân trước rất là đẹp này.